hai chỗ nha, mình là đi đây. Hiện tại là mình đang trong tựa game King Legacy nha bạn ơi. Rồi, ở cái clip này gì? Clip này là mình sẽ gọi là thực hiện theo gọi là cái mong ước của mình đó bạn. Từ mấy năm trước nha bạn ơi. Đó, mong ước chính là gì? Đó chính là thử tiêu diệt vua biển xương. Đó, thử một lần trong đời đó các bạn. Đã thấy thử cần mắt chứng kiến lại tiêu diệt vua biển xương, thử xem coi có được những gì. Thì mình nghĩ là hầu hết như bạn nào cũng biết là khi mà tiêu diệt con vua biển xương này sẽ không drop những gì mà đúng không các bạn. Đấy, nhưng mà mình vẫn muốn thực hiện lại cái mong ước của mình đúng không các bạn, từ những năm trước. Đấy, đó chính là tiêu diệt con vua biển xương này để xem coi được như thế nào đúng không các bạn. Có quà gì không thì chắc chắn là không rồi, nhưng mà vẫn cứ muốn tiêu diệt thử đúng không các bạn. Đấy, cho bạn thấy sẵn chứng kiến luôn khi vua biển xương hết máu thì sẽ như thế nào cái kiểu đúng không các bạn. Đấy là vậy. Rồi thì sau khi mà hai ngày mình ốp bạn, mình đã đi gọi là thăm dò và đi gọi là mò các bạn. Đấy, mình đã có cha họ, mình có hỏi admin đó bạn. Đó, điều tra mình cũng đã hỏi admin thì admin có thể giúp cho mình nha bạn. Đấy, giúp mình là có thể vô và tiêu diệt thử cho mình vô biển xương này xem coi sẽ được cái gì nha bạn. Đấy, khá là hay luôn các bạn, đúng không bạn. Đấy, nói chung là một content khá là hay cho bạn luôn, nên là các bạn nói thấy hay kéo xuống dưới bấm cho mình một like và subscribe của mình nha. Thì hiện tại là các bạn thấy là vô biển xương, hiện tại là admin đã thay đổi nha bạn, thay đổi vô biển xương rồi, là hiện tại là vua biển xương các bạn, không còn cái thanh máu trên đầu các bạn. Trước đó hình như là 10 tỷ máu hay là 1 tỷ máu gì các bạn, hình như là 1 tỷ máu sao đó, đúng không các bạn, mình không nhớ rõ lắm. Nhưng mà hiện tại là các bạn bật gen lên các bạn mới có thể thấy được máu của vua biển xương các bạn đó. Còn hiện tại bây giờ là không thấy được máu của vua biển xương nữa đâu nha. Đó là vậy, nên là bây giờ là mình sẽ treo server VIP và mình sẽ đi vô server VIP, mình treo xong mời admin vô và mình sẽ quánh và mình sẽ kêu admin các bạn quánh thử vua biển xương cho bạn xem coi là vua biển xương có gì nha bạn ha. Let's go. Rồi nha bạn, hiện tại là server VIP của mình đã ra hai đồ ra nha bạn, và mình vừa mới nhắc admin vô các bạn nha. Đã, mình đã quất đó bạn. À, đây nó quất sama đấy, mình đã mời được admin vào rồi, và bây giờ thử xem coi là vua biển xương khi mà tiêu diệt sẽ như thế nào nha các bạn ha. Đấy thì mình nghĩ là bạn nào cũng giống như mình là đúng không, hầu hết như cũng biết là tiêu diệt vua biển xương sẽ không có gì hết đúng không, biết là vậy, nhưng mà mình vẫn muốn thử cho các bạn xem đúng không bạn. Đấy đấy, để cho gọi là các bạn biết là tựa game King Legacy này như thế nào đúng không bạn, có nhiều cái có thể gọi là thực hiện được. Đấy là vậy, cũng khá là hay ha. Rồi bây giờ mình sẽ đợi admin đi qua nha bạn, và thử xem coi vua biển xương admin tiêu diệt sẽ như thế nào nha bạn. Đó thì mong ước gọi là muốn chứng kiến các bạn đúng không bạn, có nhiều cái các bạn biết là sau khi tiêu diệt sẽ như vậy đúng không, nhưng mà các bạn vẫn muốn được chứng kiến đúng không bạn. Đấy, vẫn muốn các bạn được chứng kiến vua biển xương như thế nào đấy, kiểu gọi là giải tỏa đầu óc bạn đúng không bạn, xem cho vui cái kiểu cũng được. Đấy là vậy, thì bây giờ đây mình đợi admin qua đây. Đây admin đó bạn, đó các bạn thấy nha, xài cái item Fluffa, cái con mèo Fluffa đó là các bạn biết ha. Thì mình cũng đọc comment của nhiều bạn nói á, là cái item này hình như là búp tới máu lên một đống mày, như một đống đam luôn mày. Đấy, búp máu với lại máu một đống luôn. Đấy là vậy. Nên là hình như chắc một hit là nhờ cái item đó luôn mày. Tại vì wood này hình như là tầm là cũng dạng admin thôi nha bạn, chứ không phải là owner nha bạn. Owner của tụi game hình như là Dino Live các bạn. Đấy. Ôi một phát mất tiêu luôn, hay ra luôn. Mất tiêu luôn bạn ơi, ghê thiệt, một hit mất tiêu liền luôn. Nên là những cái quyền các bạn, như là những cái quyền mà xài cái lệnh các bạn còn hạn chế nha bạn. Đấy là vậy, có một vài cái item cũng không có và vài cái lệnh hạn chế thôi. Đấy là vậy, nên là cuối giống như dạng là admin của Discord các bạn, nên được hưởng mấy cái đó thôi, chứ không có gọi là toàn quyền như là owner hay là develop nha các bạn ha. Đấy, develop thì là người ở game này cũng có lệnh nhiều hơn. Đấy là vậy, còn Dino Show thì khỏi nói rồi bạn, Dino Show là admin chối, Dino Show là owner của tụi game luôn rồi. Đấy, của tụi game King Legacy thì các bạn thấy cũng có thấy kênh của owner đấy. Là vậy, nên là ông quốc này cũng phải chối. Cái gì, 4 tỷ, 4 ngàn tỷ, một hết 4 ngàn tỷ. Một hết 4 ngàn tỷ rồi, mất tiêu luôn rồi bạn. Vãi, mất tiêu luôn rồi. Chưa kịp quánh vô biển đó bạn, chưa kịp quánh nữa, vô biển lặng luôn rồi. Vãi, sao vẫn là rương T2. Sao vẫn là rương T2. Ủa cái gì nè, Bro, I will spam again. Vậy là admin, kiểu là admin lỡ tay các bạn, admin lỡ tay quá, nên bây giờ là lát hồi sẽ spam thêm một con nữa nha bạn. Ui con, vậy là mình treo một con.
mà mình đó bạn nè, tôi quên bỏ cái đòn đánh này bạn, cái đòn tấn công đó bạn đấy. Ồ ngon bạn ơi, vậy là admin lỡ tay bạn, nên bây giờ là admin lát hồi sẽ xì bam thêm một con hai ra trong đánh. Ui ngon ấy nha, thế là chơi một con mình đã được thêm một con luôn bạn. Ồ ngon 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 ngon, được, hợp lý bạn ơi. Thế là mình chơi một con mình sẽ được thêm một con ha, mình cũng đã kết bạn với lại admin luôn rồi đấy. Vậy là mình đợi nha bạn, đợi cái đảo này chìm không mà admin mới có thể gọi là xì bam ra thêm được nha bạn. Đó admin ghi nè, have to wait for island to death bam đấy. Rồi bây giờ mình sẽ trải nghiệm chung với các bạn là cái te le, cái dịch chuyển nè. Mấy bạn comment ở dưới là gì vậy? U bay u đã gì? U trời xuyên máu luôn nha bạn. Ui ôi đã vậy. Bay xuyên máu luôn bạn ơi. Đã đấy, mình bây giờ cũng đã được trải nghiệm cái te le mà các bạn hay comment ở dưới luôn nha bạn ha. Đó chi te le luôn đã ha. Đấy ngon phết đấy chứ các bạn. ngon thơm rồi không à. Đấy mình đã được đánh chung hai ra và mình cũng đã trải nghiệm cái teleport với bạn thấy luôn hả bạn, khá là ngon luôn. Nhưng mà được rương T2 là hơi xui nha, admin mà T2 là hơi xui, mình tưởng chơi admin mà ra T4 chứ đúng không bạn. Đấy nhưng sao lát mình nghĩ là chịu hồi là sẽ ra thêm T4 chứ mình nghĩ là vậy. Đúng không bạn, đấy cũng khá là ngon ha. Và nói chung là admin bên King Legacy cũng gọi là khá là giúp những youtuber nhiều hả bạn ha, cũng cảm ơn các admin King Legacy luôn, rất là tốt luôn nha bạn. Ngon mà như admin như bất tử các bạn, hồi nãy hai ra phun không mất máu bạn thấy không, mất máu luôn đấy. Rồi bây giờ chắc mình nghĩ là mình sẽ đợi chung với admin khi nào mà hai ra spam ra nha bạn. Đó spam ra admin hai spam hai ra và mình sẽ đi quánh chung cho bạn xem tiếp tục nha bạn, sau khi mà tiêu diệt Du Viễn Sương sẽ như thế nào ha. Let's go. Rồi thì sau khoảng thời gian thì cái la bàn của mình đã hết hiện cái đảo của hai ra nha các bạn nha. Đấy rồi bây giờ là thời khắc đây, các bạn thấy chưa, các bạn thấy chưa, ngon chưa bạn. Đấy admin đã chịu hồi thêm một con hai ra nha các bạn. Rồi bây giờ mình cùng với các bạn sẽ trải nghiệm tiếp tục cái teleport nha các bạn. Bay thôi, trời ơi đã bạn, có cái teleport đã thật sự luôn á chứ. Các bạn nhìn nào, bay nè, ui bay xuyên map mà tới thẳng đảo luôn nha, nhanh nữa. Ôi đã ui bay một phát là tới liền luôn các bạn. Rồi bây giờ là xem thêm Chu Biển Sương thế như thế nào ha. Và khi mà các bạn xem clip này của mình á thì admin cũng sẽ tiết lộ một vài thông tin đấy liên quan tới Du Biển Sương mà mình nghĩ là có nhiều bạn sẽ không biết đâu hả bạn ha. Đấy thì đây chỉ là một vài thông tin thú vị thôi nha bạn nha. Đấy một vài sự thật thú vị về tựa game King Legacy thôi, cũng không có liên quan gì tới tựa game lắm đâu nha các bạn ha. Đấy nên là các bạn xem thì các bạn cũng sẽ hiểu và biết ha. Đấy thì các bạn nào thấy mình đem những thông tin hay về tựa game King Legacy này á thì các bạn hãy comment ý kiến bên dưới, và nếu mà thấy hay nữa thì bấm cho mình một like, một subscribe của mình ha, để mình có động lực thêm những video gọi là hay hơn nữa ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cho bạn xem nè, khi mà Du Biển Sương này toan sẽ như thế nào hả các bạn. Đây admin sẽ quánh Du Biển Sương cho bạn xem nha. Đây đó admin tới nè bạn, quánh Du Biển Sương nè, quẹt ói bạn không, hồi nãy mình thấy một quẹt bạn, hình như một quẹt một đống cái hít một đống cái dòng chữ lên bạn, xong rồi Du Biển Sương hết cái thanh máu nè bạn không nè. Đấy và Du Biển Sương sẽ không có mất đâu nha các bạn nha, Du Biển Sương sẽ bị vẫn đứng đây và khẹt luôn đó. Cũng như là bây giờ là còn cái xác không bạn, không có máu các bạn đó, phải không, mình quánh không vô máu nè. Đấy phải không, không vô máu nữa, đánh không được luôn. Ồ 95 triệu mất tiêu hay ra. Đấy, phải không, không thể nào chết nữa nha các bạn. Đấy chỉ có không thể nào mà toan các bạn, chỉ có vậy thôi. Nửa rương hai nữa sao kỳ vậy. Đấy rồi can die no hitbox nè bạn, thấy chưa. Đấy không thể mà tiêu diệt được Du Biển Sương và không thể làm mất đâu nha các bạn nha. Du Biển Sương sau khi toan là sẽ bị kiểu bị đứng ngay đó và quánh thôi nha các bạn nha, vẫn quánh như bình thường à mà không có cây máu thôi. Đấy là vậy. Đấy rồi bây giờ mình sẽ cảm ơn admin nha các bạn và đã hỗ trợ mình đấy. Khá là hay luôn hả bạn ha. Rồi đây và admin sẽ chia sẻ vài thông tin về Du Biển Sương cho bạn xem nha. Skeleton Skin nè, God Book đó, đã được book các bạn. Trước á trước khi máu là 10M đúng không, còn bây giờ là không thể toan luôn, thấy chưa, trước đó là máu là 10B còn bây giờ là không thể nào toan luôn đó vậy nha. Đấy là một vài thông tin mà mình có thể chia sẻ về Du Biển Sương Skeleton đó bạn. Rồi
Và đó là, cũng là một vài thông tin mà thú vị mà mình muốn cho bạn xem về từ về Vua Biển Sương trong tựa game King Legacy game này nha các bạn ha. Thì các bạn thấy như thế nào thì các bạn hãy cho mình ý kiến bên dưới nha. Rồi, thì mình nghĩ là kết thúc clip tại đây ha. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like và subscribe của mình nha, để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Đấy là vậy rồi. Và có một gọi là một cái em muốn nói đi nha các bạn. Công nhận admin cũng không có hơn lắm đâu nha các bạn. Toàn T2 thôi. Rồi, hẹn lại các bạn ở những clip cho nhé, bye bye. Vậy trước khi kết thúc clip thì mình sẽ gọi là trải nghiệm thêm một lần nữa xài cái tele của admin nha các bạn nha. Làm sao mà bỏ qua được các bạn, trời. Lâu lâu được mới gọi là được trời chơi admin một lần các bạn đúng không các bạn, nên là tranh thủ các bạn ơi. Nên là tranh thủ cứ admin xài cái tele nào là mình gọi là đi theo nha các bạn, đi chơi theo luôn. Đó, đi chơi theo luôn. Đấy khá là đã ha. Đây mình đợi nha mày, mình đợi nha. Nguyên xài cái tay le là mình vô mình đi ké liền. Trời lâu lâu mới được trải nghiệm gọi là bay xuyên map một bữa mà bạn đúng không bạn. Đấy. Đâu phải đâu dễ gì mà được bay xuyên map hoài. Đấy nên là vô trải nghiệm. Đâu. Đâu, Nguyên đâu? Đây, Nguyên đứng này đó bạn, đợi. Đợi xài cái dịch chuyển các bạn, rồi mình đi đó đi. Đi ké tiếp anh em ơi. Đi kế tiếp đó, và mấy bạn trong reel mình cũng gọi là được gọi là trải nghiệm cái khả năng mà đi xuyên map như thế nào các bạn. Ủa bay, trời đã nhanh kìa. Ủa lắc máy rồi bạn, lắc phải. Rồi, thôi mình nghĩ là kết thúc đi tại đây ha. Và cũng cảm ơn quá rất nhiều ha. Hẹn lại các bạn ở những clip lần sau nhé, coi giờ thì bye bye.